Chào anh em nha, lại tiếp tục một chiếc nữa về Sài Gòn. Mua xe giờ là không có cần coi xe đâu các bạn ơi, giờ mua xe là chuyển khoản gửi xe thôi nha. Rồi tiếp tục ra đây một chiếc là Yango, Bago của thương hiệu Bago, là được bên mình, kỹ thuật bên mình vệ sinh kiểm tra lần cuối, là chuẩn bị giao xe về Sài Gòn nha các bạn. Sẽ giao về và trình xe ở Sài Gòn cho một ông anh. Ông anh yêu dấu của Thành, ông anh này cũng khá là thân đó, thì chắc các bạn cũng sẽ rất là nhiều người biết cái ông anh này nha các bạn. Đó là ai? Đó là anh Khang Thánh Long Tiến nha các bạn, anh Từ Khang Thánh Long Tiến. Thì anh Khang ảnh không có thích chạy xe bình thường, ảnh thích chạy xe gì mà không đụng hàng, không giống người ta hết trơn á đó. Đáp ứng yêu cầu của ảnh liền, có một chiếc xe là chạy là không giống ai luôn. Đó, hàng độc nha các bạn. Đời Yango. Đó, đời Yango của thằng Bago, thương hiệu Bago. Con sư tử nha các bạn. Thương hiệu Bago nè. Hàng độc. Đó. Rồi bên mình, kỹ thuật bên mình sẽ là vệ sinh xe, rồi kiểm tra đèn đuốc rồi này kia, các hệ các chức năng cơ bản. Rồi kiểm tra lần cuối rồi tiến hành là quấn rồi xong rồi sau đó sẽ ấy chành xe nha các bạn, sẽ ra chành xe rồi vận chuyển về Sài Gòn cho anh Khang. Đó, anh Khang coi cái clip này xong là ngày mai là anh Khang có thể nhận được xe rồi nha anh Khang. Tháo kính không? Tháo kính ra đi. Thì ngày mai nếu mà mình rảnh thì mình sẽ đi quay ra luôn cái clip này luôn, cái clip mà gửi xe từ chành xe gửi lên về chành cho anh Khang ha. Anh Khang một hai bữa nữa anh sẽ nhận được xe thôi, một hai bữa nữa anh sẽ nhận được con xe này. Giờ mình mua xe là mình chuyển khoản thôi, chuyển khoản thì giao xe thôi. Giờ mình coi xe gì nữa ha các bạn, xe ở đâu bán thì không biết, chứ xe ở Thành Tâm bán thì chuyển khoản là giao xe thôi. Rồi tháo kiến bằng cù điếu hả ta, lại vậy. Ê cái này quay lại đây, quay cái chỗ này cho các bạn coi một cái điều thú vị của con xe này. Thường mình sẽ mở kiến, mình mở bằng chìa khóa trên đây nha các bạn. Con này nó độc thiệt, nó độc bằng cái gì nó cũng độc hết trơn. Mở kiến mở bằng dưới, nó mở bằng cù điếu nha. Điếu mấy à? Điếu 14. Ồ, độc thiệt, không giống ai hết trơn. Bởi vậy khác là cũng sự có sự khác biệt thiệt. Trời ơi nó dài nè, cái tay nó dài kinh khủng chưa, hết hồn thiệt chứ. Đó, đây là một cái điểm mới trên con đời Yango nữa nè, nó rất nhiều bạn không biết cái điểm này là gì đâu. Phúc qua đằng sau quay ở phía sau, Phúc ở phía sau quay cái đuôi á, phần đuôi rất là đẹp luôn, còn đuôi là con đời Yango. Còn đời Yango này rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Cái đuôi đẹp ghê chưa? Này cái cốp đó nè các bạn. Đó, đúng theo yêu cầu độc lạ của anh Khang luôn. Đó, anh Khang anh thích hàng độc nha. Thấy cái yên mở không? Mở có nửa yên, còn yên nữa đây. Đó, ở đây là đèn nè. Ở dưới đây cũng là đèn LED luôn nha các bạn. LED nè. Rồi, xi nhan bên đây, bạc xi nhan đây đủ không? Rồi, ok. Nhan đây. Có luôn. Nó rất là đẹp, cái đầu nó, cái đuôi nó rất là độc lạ luôn. Nghe tiếng bồ nghe cũng lạ nữa, nghe tiếng bồ nghe cũng khác người đó các bạn. Em sẽ tặng cho anh Khang một chiếc xe này kèm theo nha. Đây là quà khuyến mãi của anh Khang. Anh Khang coi clip nhớ nhận quà em nha. Anh Khang coi clip nhớ nhận quà em nha. Thousand years later. Đó thì là xe Thành Tâm bán là đều có quà khuyến mãi hết. Xe này bán xe mua một tặng một, mua một chiếc xe tặng một chiếc xe. Đó, xe này là tặng, nhớ nhận quà nha anh. Khui đóng hộp đàng hoàng, quấn keo quấn bọc đàng hoàng nha, không chạy luôn, nhớ nhận á. Rồi, xe này biển số cũng được nè, 94414, số 83 luôn.
Sẵn ở đây mình review chút xíu về đây, cầm công tắc luôn cho các bạn xem luôn. Tại con này nói chung là cũng không có nhiều đâu. Ví dụ như mình bán con này, sau này mình muốn kiếm được con xe này cũng hơi hiếm á các bạn. Đó, một lần mình bán rồi xong lại mốt kiếm lại con này để mà hướng dẫn hoặc là review lại cho các bạn, chia sẻ cho các bạn biết về con xe này chắc cũng khó mà kiếm được lần thứ hai. Đó, đây là chìa khóa của nó, các bạn nhìn cũng khá là đẹp ha. Trên một cái chìa khóa thôi nhưng mà có cái logo nhìn rất là đẹp luôn, rất là tinh tế. Nhìn nó nè, Bugo. Đó, nhìn rất là đẹp. Mình sẽ mở đồng hồ lên. Thì ở đây là nó có ấy nè các bạn. Ở đây là cái này là cái đầu mang đồ của nó nè, thấy không? Đó, mình nè, mình đẩy vô là nó sẽ ra, đây là đầu mang đồ. Còn ví dụ như hai bên học này mình cũng mở ra được nè. Đó, mình mở bên đây. Nếu mà mình mở ấy á, thì mình đem đến đây ha, đút chìa khóa ở đây. Mở bên đây thì mình dặn qua đây là nó sẽ mở ở đây, đổ xăng bên đây. Đó, sẵn giới thiệu cho anh Khang luôn nha, hướng dẫn cho anh Khang luôn. Đổ xăng đây nha anh Khang. Đó, anh mở xăng anh mở bên đây, anh đổ bên đây, anh dặn qua đây thì nó mở bên đây nha anh Khang. Đó, rồi các bạn luôn, mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Rồi mở bên kia thì mình cứ đẩy dặn qua bên kia là nó ra bên kia thôi. Đây dán keo rồi. Đó, thì trong đây nó có một cái củ sạc nha. Đó, hôm nay nó có một cái củ sạc, mình sẽ sử dụng củ sạc của xe hơi. Đó, mình ghim vào đây, củ sạc 12V. À, ghim rồi. Rồi, đóng lại. Rồi bây giờ mở cốp thì mình cứ dặn như bình thường thôi các bạn. Cứ dặn qua thì nó sẽ mở cốp lên. Cốp nó thì nó không quá to. Không quá to, nó cũng tương đối thôi, vừa đủ xài. Nhưng mà cái yên nó rất là dài luôn nha. Cái yên này ngồi chở 3-4 người vô tư nha các bạn. Nếu mà gia đình có con nhỏ chở 4 người vô tư, nó rất là dài luôn. Đó, các bạn có thể so với cái yên con Vespa kìa. Nè, các bạn thấy con yên Vespa không? Đó, ngắn ngủn à. Còn cái yên con này dài ghê chưa? Nó dài một khúc, nó hơn một khúc vậy. Cụm công tắc, đồng hồ, nhìn nó cũng khá là độc. Thích nhất vẫn là về cái thiết kế của nó, rất là đẹp. Rồi, anh Khang coi xong clip này nhớ nhận xe nha anh Khang. Mai hoặc mốt là có xe rồi nha. Rồi, xin chào tạm biệt. Nếu mà các bạn thấy những cái video sau này muốn theo dõi nhiều video hơn bên mình á thì các bạn nhớ like, share. Đó, rồi subscribe đăng ký kênh nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông luôn. Đó, thì các bạn bên mình có nhiều video hơn thì các bạn sẽ được theo dõi ngay. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, tạm biệt các bạn nha.